Xin chào thân ái và quyết thắng, trong trở lại với channel của mình, mình là Quân Torico đây. Rất vui khi các bạn lại trở lại với tựa game xvg.io với game Quân Torico đã gọi là mở khóa được kỷ lục. Trong vòng là tập trước chúng ta đã đi đến là 20 trên 30 rồi các bạn ạ. Hy vọng rằng ngày hôm nay thì mình có thể là phá được cái kỷ lục trước của mình nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Wow, bây giờ mình nói chung là trở lại với hình hài nhỏ bé xíu này. Có vẻ như chúng ta sẽ ăn lên cấp từ từ thôi các bạn ạ. Ok, và mình đã lên được là level 2 rồi này. Giờ chúng ta sẽ đi gọi là main theo con đường này. Ê, cái gì đó? Có người gọi là cầm thanh đao tới, chắc là tính trả mình đấy các bạn. Học tập từ gọi là tập trước thì chúng ta sẽ gọi là yên bình đi ăn qua cái giai đoạn này để mình lớn lên mình mới trảm được các bạn. Và mình sẽ chịu khó lớn lên và nói chung là chúng ta sẽ tăng tốc khi mà gặp. Ôi, cái gì vậy đó? Không ngờ các bạn đi đây nói chung là gặp nhiều kẻ thù hiểm ác quá. Ôi ôi, xém nữa là vào trong cái tầm tay cái gậy rồi. Đấy, chúng ta nên di chuyển từ từ thôi các bạn ạ. Bên kia đã có dấu hiệu của sự đồ sát rồi các bạn ạ. Mình sẽ, ở đây có rất nhiều là gọi là thức ăn đi. Những giống như những cục đá các bạn ạ. Chúng ta ăn đá để mà, cái gì đây, cái gì đây. Anh chàng kia gọi là mình to hơn nhưng mà mình vẫn gọi là sẽ đi gọi là ăn đồ to to lên rồi nha các bạn. Hãy ăn nhiều đồ vào để không có sức đề kháng được. Hey, oh no, mình đã lỡ tay gọi là chạm một người bên kia rồi. Có lẽ là những người sẽ không thành của mình. Thế đây, hey, hey, đó. Xong là vẫn chạm được các bạn ạ. Mình to hơn mà. Ok, mình đang sắp sửa là lên. Ở cái gì đây? Đối thủ gặp mình cũng né các bạn. Có lẽ nãy mình chạm là ngon rồi. Mà thôi, ta cứ từ từ. Cái gì đây? Hey, thôi, thôi không được chạm, không được là chạy thôi các bạn. Đấy, mình lên level 6 rồi nha, mình đã trở thành gọi là anh gọi là võ sĩ đạo rồi. Hey, đấy, và chạm được. Làm gì vậy? Quá, chạy nhanh các bạn. Bên kia có vẻ là không muốn buông tha cho mình. Hey, rồi mình đã trở thành cướp biển nha các bạn. Wow, sao mà nhìn thấy những như có người muốn dồn mình vào góc thế nhỉ? Hoặc là mình đang tự mình đi vào góc. Nhưng mà mình sẽ ăn những cái lượng đá này để có thể lên được level 8. Bên kìa có đại thiên thần kìa các bạn. Đại thiên sứ H5 N1 mà cũng gọi là vào đây đánh luôn. Anything các bạn. Cái gì vậy? Khoan khoan. May quá. Xém nữa là mình bị bên kia chạm rồi nhưng mà mình chạm nhanh tay hơn các bạn ạ. Lên được level 8 hết cả hồn luôn các bạn. Hết hồn con trồn luôn á. Đấy, chúng ta sẽ đi từ từ đây. Có lẽ hôm nay sẽ phá được cái kỷ lục trong tập trước các bạn ạ. Cái gì đây? Tới đây. Tới đây rồi, level 9 rồi các bạn. Tiếp tục mình đang gọi là nhắm tới một kỵ sĩ ở đây. Trời ơi, một người nhỏ xíu mà đánh bại luôn cả kỵ sĩ level 4 như vậy. Để level 5 nè. Ok, mình sắp lên level 10 rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Thanh kiếm chúng ta đang dài hơn nhưng mà phải tránh đụng độ với lại những gã tay to khổng lồ các bạn ạ. Ôi, cái gì đây, cái gì đây? Rồi, lên level 10 rồi các bạn, đã trở thành một gọi là vị samurai rồi. Mình thấy đường bên kia có là không gọi là an lành lắm. Chúng ta sẽ ăn bên rìa này thôi. Thấy mấy cái cua cua là thấy khớp khớp rồi các bạn. Từ từ chúng ta sẽ gọi là lên được level 11 thôi. Nào. Đấy. Ok. Từ từ các bạn. Đây rồi. Đó. Chém bên kia gọi là không cố tình đi qua mình đâu nhưng mà kiểu đi gần quá nên mình chém luôn. Đấy, level 11 sẽ thành cậu bé bóng chày. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh trai? Bóng chày rồi. Oh no. Mình đã gọi là bị dũng sĩ bên kia chém rồi. Ok, và nói chung thì mình vẫn ở level 11 các bạn. Chứ mà thoát ra gọi là vào lại thì thấy là kiểu hơi hồi thấp. Trước là trong tập trước là chúng ta chỉ cần một lần hồi sinh là sức mạnh tràn trề các bạn. Kiểu đi đâu cũng quyết thắng hết. Mình sẽ không đối đầu trực diện với những ngày rằng là chúng ta cần nhiều hơn bí thuật rồi. Ok, đã trên đao rồi. Đấy. Gần là chém rồi. Đấy. Đâu, đấy, chém. Ok, mình đã chiếm lĩnh được một phương ở đây và đang ở top 9 nha các bạn. Có lẽ lần này tao sẽ phải chơi cẩn thận hơn, không đối đầu với những kèo ngang cơ rồi. Cũng đề phòng các bạn, phải lắc xoay xoay cái này. Đó. Đó. Kiểu vậy, chém liên tục như này. Đấy. Ok. Có kèo. Thôi. Mấy người kia to cao thiệt sự các bạn. Đứng góc chéo. Ok, ăn. Wow. Chiến binh Barbarian có vẻ rất là ghê, bên kim đấy. Hey, đó. Chém xong người kia rồi lại bị mình chạm các bạn.
Đúng là cá lớn nuốt cá bé. Ôi. Xém nữa là rơi vào trong gọi là ma chảo của người bên kia rồi. Hay quá, lên được level 13 rồi. Trời, sao nhiều gọi là thần sấm thó quá vậy? Thế sao mà đỡ? Ủa? Quá khó vậy ta? Trời ơi, khó khó đỡ luôn các bạn. Đây này, chạm này, đó. Ui, ghê quá. Đi từ từ đây mà gặp toàn thần sấm không các bạn ạ. Cái búa nó to thế này thì sao mà vào được. Đấy, phải lắc lắc như vậy các bạn. Nãy mình quên lắc nên kiểu là bị người ở phía sau vô chạm. Đấy, double kill. Hay quá. Biết có pha nào triple kill không nhỉ? Thì có miếng điểm rồi nhưng mà vẫn đỡ hơn bị bên kia chám các bạn ạ. Ok, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Hoài. Đây rồi, lên level 14 rồi. Rồi, né 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 né. Bên kia có vẻ ghê lắm, chúng ta đã thành S thần kỳ rồi. Nhiều lưỡi búa thiệt sự các bạn. Ăn hình như là bắt đầu ăn những cái này chậm rồi, chứ lại chúng ta phải đi chạm rồi. Mới có thể là lên gọi là điểm nhanh được các bạn ạ. Nhưng mà phải né những cái ma chạm của những gọi là đối thủ bên kia. Nãy mình cũng gọi là dừng lại ở level 14 đấy các bạn. Rồi lên level 15 đã được cầm cái búa rồi. Đấy. Được cầm cái búa rồi các bạn ạ. Thôi, không trong tranh đâu. Trong tranh là bị bên kia đánh đấy các bạn. Hey, đấy, mình đã đi gọi là đánh những người nhỏ thôi. Chứ giờ gọi là đánh những người to ngang ngang là kiểu gì bên kia cũng trả mình chứ. Từ từ mình sẽ lên top thôi. Cầm cái búa rồi. Thôi, không giao tranh với người to to đâu các bạn. Quá ghê gớm. Ok, có ai không? Đây rồi. 238 XP luôn các bạn. Hey, đó. Đây cũng được. Hey. Trời, người đó thấy mình cái chạy các bạn. Vô đây. Vô đây. Ui. Ui rồi. Tỷ không thấy người kia là lao vô bị mình chạm rồi, cũng bày đặt lao vô luôn các bạn. Sắp lên level 16 rồi. Lại sắp hết pin. Có lẽ cố gắng lên. Lần này để đánh lên luôn. Lâu lắm các bạn ạ. Nguy hiểm thế nhỉ. Quá nguy hiểm các bạn ạ. Đây rồi. Vậy, chú S bên kia đang có vẻ là muốn xử mình các bạn. Mình to hơn chú S mà. Chú S biến thành kia rồi. Level 16 nào. 16 nào. 16 nào, 16 nào. Ok. Lên pháp sư rồi. Pháp sư giờ mạnh nè các bạn. Ai vô không? Vô đây. Vô đây. Vô đây. Trời ơi, Samurai sợ chạy các bạn. Vô đây. Đấy. Vô đây luôn. Đồ sát, đồ sát. Vô đây luôn. Samurai không chạy thì chạy về phía mình. Mình đã lên được top 5 rồi nha các bạn. Yeah. Đường này chúng ta khả thi đây. Đi gọi là cứ đánh những người nhỏ nhỏ rồi từ từ, chứ mình cũng không muốn đánh những người to to giống mình nữa rồi. Kiểu bị gì đấy các bạn, khó lắm. Ui, giống nhau kìa. Sao người này cũng có trên hạng. Ôi, sao nhiều người gọi là pháp sư giống mình vậy. Hey, đi lùa những đối thủ nhỏ có vẻ là dễ hơn đấy. Ok, mình lên gọi là từ top 9, top 8 lên top 9 rồi. Ui, gì thế? Bạn cắn thế vậy? Cắn lắm đó bạn. Có phải là đang muốn gọi là phải đánh được mình cho bằng được. Đấy, cắn lắm. Đó đó. Ôi, mình cũng không có lao vô đâu. Mà mình lại rớt xuống top rồi, rớt top rồi. Kỳ quá vậy? Mình cũng điểm cũng cao cao mà. Từ từ các bạn. Ôi, lên đại thiên sứ hết rồi. Sắp phải lên level 17. Đấy, đi từ từ. Thôi chạm thôi. Đây rồi, đây rồi. Cơ hội đến rồi các bạn ạ. Đây rồi. Ok, lên 17 rồi. Tầm nhìn to hơn rồi.
là thành kiếm siêu mạnh rồi các bạn. Lên level 18 hình như là thành đại thiên sứ. Yeah. Đi từ từ. Chạm. Đấy. Tính vô lật đổ chính quyền hay gì. Mình đã lên top 4 rồi. Ôi ôi ghê chưa ghê chưa. Hay. Đấy. Hãy đánh những người nhỏ có vẻ là dễ hơn các bạn ạ. Hey. 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 Đó. Nào vô đây nào anh trai. Vô đây anh trai. Ôi sao. Hết cả hồn luôn á. May mà mình quay kịp các bạn ạ. Sắp lên 18 rồi. Sắp trở thành đại thiên sứ rồi các bạn ạ. Wow. Cố lên nào, cố lên nào. Ok, mình đã phát xác định được cướp biển. Chạm. May quá. Sắp lên 18 rồi. Chạm. Chạm. Đó, lên 18 rồi. Giờ làm đại thiên sứ rồi các bạn. Còn thanh kiếm rất là ghê luôn. Đấy. Từ từ người ta sẽ phá kỷ lục của tập trước. Wow. Đang nước từ. Giờ mình gọi là hết học sinh rồi nha. Đây rồi, đã nhắm được đối tượng. Hai đối tượng luôn. Xin lục, đó. Trời không điểm các bạn. Ồ, rớt xuống gọi là lên được top 4 rồi sao. Đấy, 135. Rồi sắp lên level 19 rồi các bạn. Đây rồi, 19. Giờ trở thành gọi là thổ dân đầy rắn rồi. Đấy. Ok, cua không có tới. To vậy rồi mà cua không tới nhỉ. Còn hai người top 1, top 2 thôi. Hai người đó mà bị chạm thì mình sẽ trực tiếp thay đổi vị trí các bạn ạ. Bảng xếp hạng đang không ngừng thay đổi. Đó. Ồ như vậy chứ mình vẫn gọi là cao tơ được các bạn. Cao tơ hai người luôn. Ôi, level 12 rồi. Hay quá. Hay quá, phá kỷ lục thôi các bạn ạ. Top 2 rồi. Ô no, sao lại xuống top 3 rồi. Hãy xoay xoay. Đó, double kill. Mình sẽ đánh anh chàng bóng chạy nè. Đó. Xong anh chàng bóng chạy do mình gọi là to quá cao to được các bạn ạ. Top 1 rồi. Này sẽ phá kỷ lục lên gọi là level 21 rồi. Lên level 21 thôi các bạn ạ. Đúng là phải có sự tăng tiến thôi. Cái gì ấy? Có một bạn lên top 1 rồi. Lên nhanh thế nhỉ. Nào nào, vào đây nào. Giờ là ăn những cái này chậm lắm. Chỉ có đi qua qua là nhanh thôi các bạn. Ồ, rất là nhiều nè. Đi rất chậm luôn nha các bạn. Biết giờ mình tăng tốc, mình có tăng tốc nhanh không. Thôi, trong tập trước cũng bị một chú S qua các bạn ạ. Nên mình sẽ không đánh với chú S đâu. A few moments Ok các bạn, và bằng một cách thần kỳ nào đó thì chúng ta cũng đã gọi là lên được level 21 rồi các bạn ạ. Yeah, cuối cùng cũng đã gọi là chuyển được gọi là sang form mới rồi. Không biết là lần này có lên được luôn level 22 không. Nhưng mà 21 nhìn khá là chiến các bạn. Đã trở thành gọi là đại ma dương cầm chùy rồi. Ôi, ôi, rất là chiến nha. Đấy, lên được top 1 luôn rồi các bạn, 21.000 điểm luôn. Wow, giờ là chúng ta là to nhất rồi sao? Wow, lên 22 chính là một gọi là vị tướng đâu đấy mà kiểu là một mắt các bạn ạ. Chắc là vị tướng gọi là Octobu rồi. Wow, to như thế này sao? Vậy thì chúng ta là đi càn quét thôi. Úi trời ơi, tuyệt vời các bạn. Lần này có lẽ chúng ta sẽ còn có thể là lên cao hơn đấy. 24.000 điểm thấy đang là cao nhất rồi. Thấy mấy bạn gần tới mình còn xa. Đấy, phải đi giờ là phải đi càn quét thôi các bạn, gặp ai đánh đấy. Không đối thủ sao? Ui sợ. To thế này mà. Đấy. Gặp thì đánh thôi. Ok, nice sực. Nhiều khi mình thấy đi cái này còn dễ hơn là lúc chúng ta ở cấp thấp đấy các bạn ạ. À. Đó. Rồi sắp lên 23 rồi. Yeah. Ồ, đến 23 rồi, thành bò tót mạnh mẽ rồi. Wow. Chúng ta là cầm chùm map rồi các bạn ạ. Yeah. Không ngờ trong gọi là tập thứ hai này chúng ta đã đột phá từ giới hạn level 20 lên hẳn luôn 23 luôn. Còn có thể là tăng nữa sao? Cái đùi này rất là bự nha các bạn. Đó. Đùi này rất là bự nhé. Không tới. Đùi bự nhưng mà không tới các bạn.
sợi. Nào vô đây nào. Ôi có anh chàng muốn chạy các bạn. Vô đây nào. 31.000 điểm một. Bóng chạy, bóng chạy. Ui, thiên sứ H5 các bạn ạ. Đại thiên sứ. Thôi đại thiên sứ nhìn to to nó ghê quá. Đây rồi. Đốt mất kiểu. Sắp lên là 24 luôn rồi các bạn. Kiểu lên 25 không. Trời ơi. Nice, 24. Phải chạm thêm một người nữa. Ồ, 24 là đại hắc ma các bạn ạ. Trời chạm. Nó bị ghê luôn. Wow. Cuối cùng chúng ta đã lên được một tầm cao mới rồi các bạn. Đại thiên sứ rồi. Theo lý mà nói mình to hơn đại thiên sứ nhiều các bạn. Đó, 25 luôn rồi. Ôi, master luôn rồi các bạn, 43 luôn rồi. Wow, thanh kiếm này to thiệt sự các bạn. Thì ra đây chính là sức mạnh của người lên level 25 sao. Sắp lên 26 luôn rồi các bạn. Yeah. Như là đối thủ chúng ta càng ngày càng nhỏ lại thì phải. Wow. Cuối cùng cũng được gọi là cảm giác cầm chùm map rồi các bạn ạ. Đấy. Đấy, 26. Thành dũng sĩ diệt rồng rồi. Wow. Sắp hết pin các bạn. Ôi, lát rồi, sắp hết pin rồi. Không lẽ dũng sĩ diệt rồng là thua là do bị hết pin sao? Nghe thật là số nhỏ các bạn ạ. Còn 5% pin. Thôi không sao, dũng sĩ diệt rồng sẽ cố gắng xoay sở các bạn ạ. Đây rồi, trả thù S năm xương. Đây, trả thù S nữa các bạn ạ. 51k điểm rồi. Mình sẽ đi trả thù S năm xương. Mình cầm rồng Dungeon Lord thế này, sợ ai nữa. Ai vô đây. S đâu, S năm xưa đâu các bạn. Đánh gọi là cả thần thò luôn được. Ui. Đâu rồi, đây rồi, đây rồi. Vô đây, vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây kìa. Vô đây xem nào. Vô đây xem nào. Ôi, 27. Ok các bạn, lúc nãy thì nói chung là cũng may mình đang quay mà vừa gần hết pin mà hết dung lượng các bạn ạ. Cho nên chúng ta vẫn gọi là ở một góc mà may là vẫn chưa có bị hạ xuống các bạn. Đấy, nên là sẽ đi đánh tiếp. Wow. Có nhiều bạn là to to rồi các bạn, nhưng đại thiên sứ. Ôi ôi, lên 28 rồi. Đúng không? Quá ghê, trong tập 2 chúng ta gọi là có nhiều bước tiến thiệt sự ghê các bạn. Giờ thành gọi là thủ lĩnh ốc rồi các bạn. 71k điểm rồi. Ui, ui giời. Như vậy mình vừa nghe tiếng giòn tan, nhìn như là chúng ta chém rất là nhiều đối thủ các bạn ạ. Như này không biết ai dám đụng được sao. Đã thủ S năm xưa không? Ui sợ. Ồ, S đã thành con sao? Đây rồi. Trông rất ngọt luôn các bạn. Nói chung là chém rất ngọt luôn. Đây rồi, đây rồi. Đấy. Ok, lên đây nào. Vô đây đi. Oh. Như là có người đang ở đó như vậy. Đây xong. Đấy. Đánh vào lại pháp sư luôn. Wow. Xém có người nữa. Từ đằng xa gọi là nhỏ quá xích lại các bạn. Ôi, né, 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 rất ghê luôn. Né nữa đi. Đấy. Ok, chắc mình to quá, mình không phun cái thanh đao nên mọi người không biết. Mọi người cứ chém. Ghét ơi, xong chú ghét rồi. Ui. Lên level 29 luôn đi nào. Có lẽ mình sẽ phá kỷ lục luôn level 30 các bạn. Phá đảo luôn. Xong tập 2 là phá đảo rồi. Phá đảo này không. Lên nè. Ôi, 29 rồi. Anh gọi là siêu đại thiên sứ rồi. Sao phải cố gắng lên 30 rồi các bạn. Để phá đảo thôi. Phá đảo trong video thứ 2 luôn. Wow. Nhát kiếm của mình rất là lực nha các bạn. Trong map không ai là đứa của mình rồi. Đánh vô đây nè. Ui. Mấy người nhỏ đánh bại những người to như thường các bạn.
lỡ có ai lao vào thì sao. Wow, wow, mình rất là to rồi nha các bạn. Hay dạ. Hay dạ. Hùi dạ. Đấy. Chém phải. Giờ là phải đi chém các bạn. Chém được người. Wow. To mới được. Đây rồi. Trời. Tính độ coi kiếm ai dài hơn. Hai chú ếch gặp nhau. Chú ếch này thắng. Nhưng mà sẽ trở thành thức ăn bổ dưỡng cho mình. Rồi sắp 30 rồi. Chuẩn bị lên chí tôn các bạn. Chí tôn đi nào. Nào 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 nào. Quay trở thành chí tôn rồi các bạn. Wow. Không ngờ chúng ta đã lên được level 30 rồi. 30 là hết lên được rồi. Tăng nhiều điểm quá vậy. Wow. Wow. Lên chí tôn rồi các bạn. Đạt hơn 100k điểm rồi. Nhưng là lấy cái cuốc này là cuốc hết mọi người luôn. Thấy ai gọi là dám gần to bằng mình là cuốc hết. Chí tôn rồi. Thấy tất cả mọi người cùng hợp lực để mà vào tàn sát mình thì được các bạn. 112k điểm rồi. Bây giờ phá kỷ lục luôn các bạn ạ. Ừ rồi. Thêm 4 cái này đánh to to. Để nó nhìn được. Ừ sao. Thấy ninja gì to lắm mà. Để thấy nhỏ xíu mà. Để ai nhỏ xíu. Ừ sao. Anh chàng bóng chạy cấp 11. Cấp 12 các bạn. Cấp 12 giúp rồi. Ừ sao. Ừ sao. Đại ma vương rồi. 120k điểm rồi nha các bạn. Cái gì, cái gì, cái gì. Tính lực đổ chính quyền á. Còn sớm, còn sớm. Không ngờ khoảng thời gian chúng ta nhịn nhục thăm ngàn cũng đã lên được rồi các bạn. Hay quá. Như là nay chúng ta có một cái kỷ lục luôn. Wow. 127 rồi. Cho những người to to ra đi chứ. Thấy map toàn nhỏ rồi các bạn. Ừ, không né được. Trời, tỉnh tỉnh. Anh chàng kia rất tỉnh nha. Hay là đồ đây đi càng quét đi nào. Đúng không? Nó là ghê các bạn. Nhìn không có tính thời gian hay sao không chân. Gọi là cứ đi hoài luôn. Đi hoài, đánh hoài luôn. Ui xa. Cái này thì không biết sản sinh ra nhân tài nào tới điểm bao nhiêu đây các bạn. Nào 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 nào. Vào đây tiếp chiêu đi nè. Không có ai mà tiếp chiêu được rồi các bạn. Chiêu này quá mạnh. Quá ghê rồi các bạn. Phải tìm những người cấp 20 mấy bay ra mới có thể là chạm chúng ta các bạn, chúng ta lên level cao nhất rồi. Wow. Thần sấm to cũng bó tay rồi. Ôi xa. Đây. Ui xa. Cũng một cao các bạn. Định nghĩa có sức mạnh. Lên đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Cao như vậy nó chút một kill các bạn. Đây nè. Đâu đây nào. To quá rồi hay sao đấy các bạn. Vô đây nè. Vô đây nào. Không ngờ chỉ trong gọi là tập 2 chúng ta gọi là chơi mà đã phá đảo rồi sao. Phá đảo rồi sao. Căng các bạn. 143 điểm một. Sao đây giờ sao đây. Giờ sao đây. Chờ đợi những người to xuất hiện để mà mình farm điểm nhiều hơn. Để xem mình phải vượt qua những cái lưỡi búa này. Đây rồi. Đào phòng to này.
Mình có dừng tốc độ di chuyển đúng không? Nó di chuyển là mình bị rớt cấp các bạn. Nhưng vẫn giữ hình dạng này. Ủa, đấy 151k điểm rồi. Yeah. Nhưng mình giờ có sợ rớt cấp ở đâu? Cấp cao nhất không? Là mình phóng xe chạy đi đánh đi các bạn. Phóng xe đi. Chứ giờ to thế này là đi về trận đó. Mà cái lượng kinh nghiệm chúng ta gọi là mất đi cũng nhiều lắm các bạn. 155 điểm rồi. Đây rồi. Đây rồi. Chúng ta gọi là tới nước này là xôi gì được sao? Những nhận tới hiện tại là sức mạnh vô biên rồi các bạn. Wow. Ui. Ui. No, God, please, no, no, no. Ok, và nói chung là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Trong video lần này thì chúng ta đã gọi là có thể phá đảo được rồi, phải không các bạn? 30 trên 30 luôn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Các bạn có góp ý gì thì hãy comment phía dưới nhé. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.